Thưa quý vị và các bạn, bổ sung nội tiết estrogen thực vật là giải pháp hiệu quả để điều trị các triệu chứng rối loạn nội tiết tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm an toàn đang là bài toán khó, nhất là với phụ nữ có u xơ, u nang hay là bệnh tuyến giáp. Mới đây thì các chuyên gia Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đã chiết xuất thành công hợp chất Agnusai từ mạn kinh tử, một vị thuốc lâu đời được dân gian sử dụng trong các trường hợp bốc hỏa, kinh nguyệt không đều, rong kinh hoặc mất kinh khô hạn. Theo đó, các chuyên viên của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương đã tìm ra Agrusit được chiết xuất từ mạn kinh tử, có hoạt tính tương tự estrogen, rất có lợi cho phụ nữ bị suy giảm nội tiết, phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Đặc biệt, thảo dược này còn rất an toàn cho người bị u xơ, u nang, bệnh tuyến giáp. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện cái nghiên cứu là xây dựng một quy trình chiết xuất cao mạn kinh tử giàu hóa chất Agrusit để đảm bảo là vừa là tiện lợi cho người sử dụng này, vừa đảm bảo cái hoạt chất đấy được ổn định và đồng thời là an toàn với người sử dụng. Nghiên cứu này đã được chuyển giao và ứng dụng tạo nên viên uống nội tiết Reviver với sự kết hợp của mạn kinh tử và các dược liệu an toàn khác chiết xuất từ hoa bia, vừng đen. Viên uống này mang đến hiệu quả toàn diện trên 3 phương diện: sức khỏe, ngoại hình, sinh lý nữ. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá là bí kíp giúp phái đẹp nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc hơn. Đây được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp nhiều phụ nữ sau tuổi 35 cải thiện các triệu chứng rối loạn nội tiết, tiền mãn kinh và mãn kinh.